và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Sau việc Phu Lây gửi lời chúc mừng Lê Phương sinh con gái cho chồng kém 7 tuổi, khá đông bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã gửi lời chúc mừng đến Lê Phương vừa hạ sinh mẹ tròn con vuông cho chồng trẻ Trung Kiên kém 7 tuổi. Loạt sau việc như Trung Dũng, Thanh Bình, Lan Phương, Trương Quỳnh Anh, Trương Nam Thành, Trịnh Kim Chi, vợ chồng Thúy Diễm, Lương Thế Thành đã gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng Lê Phương để chào đón con gái đáng yêu. Vừa qua trên trang cá nhân, chồng trẻ Trung Kiên đã hào hứng chia sẻ hình ảnh bàn tay bé bỏng của cô công chúa khi bà xã vừa cạn thành công. Được biết, nữ diễn viên sinh con gái nặng 3,4kg, tên thân mật ở nhà được bố mẹ đặt tên Bông. Theo đó, anh hạnh phúc viết, cảm ơn em vì tất cả vợ yêu, chúc mừng sinh nhật hai mẹ con. Dù chỉ đăng với hình ảnh bé xíu, nhưng nhiều người vô cùng khen ngợi vì thấy bé đáng yêu. Hạnh phúc càng nhân đôi. Ngày sinh con gái cũng chính là ngày sinh nhật của nữ diễn viên. Những hình ảnh về phòng sinh đều được Trung Kiên chụp lại làm kỷ niệm, bởi lẽ đây là những khoảnh khắc hiếm hoi mà anh được trải qua trong cuộc đời chứng kiến vợ sinh. Đồng thời ở giây phút này, anh cũng túc trực bên vợ để lo lắng cho bà xã. Lê Phương chia sẻ trên trang cá nhân thông báo mọi người mình vừa vượt cạn đúng ngày sinh nhật cô viết. Bông đến bên mẹ đúng vào ngày sinh nhật 14 giờ 14 phút, nặng 3,4kg ngày 28 tháng 8 2019. Trộm vía mẹ tròn con dài, cả nhà im tâm nhé, ngủ ngon ạ. Trịnh Kim Chi chúc mừng hai em nhé, niềm vui và hạnh phúc nè. Lương Thế Thành chúc mừng gia đình em nha. Phương Hằng chúc mừng chị, chào đón Bông công chúa đến với gia đình mẹ Hương. Hoàng Anh chúc mừng tất cả cho gia đình em nha. Bảo Bảo chúc mừng chị và em bé. Huy Khánh chúc mừng em. Gia Bảo chúc mừng Phương. Nguyễn Ngọc Thúy Diệm chúc mừng hai vợ chồng, chào con gái yêu nhé. Nguyễn Tiến Luật chúc mừng em nhé. Diệu Nhi chúc mừng cả nhà. Thanh Bình ôi bàn tay đẹp quá, chúc mừng em, tuyệt vời quá. Cát Tường chúc mừng gia đình em nha, thật tuyệt vời. Lan Phương, trời ơi tuyệt vời quá, hai mẹ con mạnh khỏe nha. Trương Quỳnh Anh, ôi sướng thế, chúc mừng người chị Lê Phương và gia đình nhé. Trương Nam Thành, chúc mừng gia đình chị vào dịp sinh nhật lại đón thêm một bé gái như vậy, là một điều quá tuyệt vời và hiếm lắm mới có trường hợp mẹ và con sinh cùng ngày đó. Sau khi thông tin Lê Phương sinh con gái thành công, rất nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Phương Hằng, Hoàng Anh, Trương Nam Thành, Trương Quỳnh Anh, MC Cát Tường, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu, Vân Trang, Tiến Luật, BB Trần đều nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến gia đình vợ chồng nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ. Sự xuất hiện của cô công chúa sẽ khiến cho tổ ấm của họ thêm trọn vẹn, Lê Phương, Trung Kiên cũng gắn kết hơn nữa. Tháng 8 2017, Lê Phương lên xe hoa lần hai với ông xã kém tuổi Trung Kiên. Trước đó, nữ diễn viên đã có một cậu con trai riêng là bé Cà Pháo. Tuy nhiên, suốt những năm qua, sự quan tâm chăm sóc yêu thương, lo lắng của chồng trẻ Trung Kiên đối với Cà Pháo như cha ruột khiến không ít người ngưỡng mộ. Đồng nghiệp, bạn bè và nhiều cư dân mạng đồng loạt chúc Lê Phương đã vượt cạn thành công. Người hâm mộ hy vọng vợ chồng nữ diễn viên sớm công khai hình ảnh đầu tiên của cô công chúa đáng yêu.